đây là những chỗ ra sao, nhưng chúng tôi rất tự hào vì U23 Việt Nam đã cống hiến hết sức mình, đá rất lăng xả và cực kỳ đẹp mắt, và những bàn thắng ngay những giây phút cuối cùng đã khiến cho chúng tôi vỡ hòa trong hạnh phúc, và chúng tôi tự hào về các bạn U23 Việt Nam. Cảm xúc của hiện tại bây giờ đang rất lần lần rất cảm thấy rất sung sướng rồi, rất đã. Mặc dù Việt Nam thua là không chắc chắn rồi, nhưng mà chắc chắn là sẽ thắng. Cảm giác thắng hiện tại bây giờ. Hy vọng U23 Việt Nam của chúng ta lúc nào cũng chinh chiến như vậy thì U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam chúng ta luôn luôn thắng trong người hâm mộ. Mặc dù trận đấu có diễn ra như sau, nhưng mà đối với người hâm mộ là U23 Việt Nam luôn chiến thắng. Yo! Thật sự là vui buồn đội tuyển U23 Việt Nam ơi. Cái sự cố gắng, cái sự kiên cường của mọi người ấy, 90 mấy triệu dân Việt Nam ai cũng cảm nhận được. Mọi người rất là yêu, rất là thương, và mong rằng mình sẽ có một cái kết thúc đẹp như mơ dành cho những người luôn có cái sự cố gắng và luôn kiên trì và kiên cường. 11 niềm hy vọng của chúng tôi, hãy cố lên. Chúng ta vẫn còn hiệp 2. Kìa kìa các bạn, cái nhìn nó yếu rồi. Cầu thủ Hoa Tài đang yếu dần dần thưa các bạn. Ví dụ tôi hiệp 2 ở ngã tư và không dám chạy qua đây. Bây giờ tới rồi, hôm nay chúng ta sẽ chờ cái hiệp 2 Việt Nam sẽ làm gì nữa, chắc chắn là còn ăn nữa. Ngạn rồi, thắng hay thua không quan trọng, gục ngã bước đứng lên quan trọng nhất, gục ngã đứng dậy và toàn thắng.